Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình nói chung là mình sẽ đánh con râu đen này. Trước khi server update thì hiện tại bây giờ nó cũng đã là 11 giờ trước ngày update rồi anh em à. Thì bây giờ mình đánh nó nhận mình đổi về kiếm trước đi. Để sau này nó update xong rồi mình sẽ sử dụng cái gì ta? Cái kiếm Yoru update lại thì sáng mai thì nó sẽ up thôi anh em à. Thì chắc nhiều anh em cũng đã xem cái clip boy của gì ta, spoil của admin rồi đúng không? Nó có mấy cái boss này kia nào đó, boss để mình đi đánh đặng mình nâng cấp lên trái ác quỷ thức tỉnh. Thì cấp thì mình hình như là mình nói là hình như mình không nhớ là nó sẽ kiểu gì ta, sẽ chỉ được luyện được cấp từng cấp thôi anh em à. Thì da trời ơi, bắt tô cũng đánh mình gần chết nữa, đồ chết luôn rồi, what the hell. Thì giờ mình sẽ đánh con râu đen này để mình đổi về điểm kiếm để ngày mai mai sẽ sử dụng nha anh em. Clip này chắc sáng mai mình sẽ up trước giờ update nha anh em. Update thì tầm khoảng 11 giờ thì mình sẽ up, đâu khoảng đó 8 9 giờ mình sẽ up lên, xong rồi mình sẽ làm tới mấy cái clip update. Cái trong clip boy á, mình thấy cái trái băng nó chạy như điện anh em ạ. Nhìn cũng đã luôn. Còn thất tỉnh thì kiểu anh em phải làm nhiệm vụ. Làm ví dụ cầm làm hết cái đánh hết boss đó, anh em cầm trái A thì nó sẽ thức tỉnh trái A, hoặc trái băng, hoặc là trái Gura thì cầm trái nào nó sẽ thức tỉnh trái đó cho anh em thôi. Chứ không phải vào thì nó sẽ được thức tỉnh đâu nha. Kiếm Yoru này kia cũng được sửa lại hết. Nhiều anh em cũng coi cái clip đó rồi, mình cũng không có mở lại làm gì. Nhiều người mở lắm rồi. Giờ mình đánh con râu đen này cái đã. Mình đang xài điểm trái quỷ anh em ạ. Râu đen là nó kiếm chuyện mình hoài luôn ta. Quá trời người, nó không đánh, nó cứ đánh mình à. Không hiểu gì chứ. Mình không nhìn đâu, mình không biết đâu là bánh tô, đâu là con râu đen luôn á. Đến nãy giờ nó bắn không biến máu vậy. Đến nãy giờ mà nó bắn không biến máu vậy. Đánh thường nó đi, đánh thường nó đi. Ai da. Kiểu giờ đánh đặng chuẩn bị điểm trước. Trái quỷ thì nhìn cũng hấp dẫn đó, nhưng mà thôi để mình lăn trước điểm kiếm. Thích cây Yoru anh em à, mình sẽ làm trước cây Yoru vậy. Bay vô đấm thường đó luôn. Né né là một xíu cho nó hồi lại cái Dạ. Chơi đi, chơi đi. Cái clip update spoil của admin thì chắc nhiều bạn xem hết rồi. Mình cũng không có quay lại, nói chung là nó sẽ ra một chuỗi boss cho anh em nâng cấp trái quỷ rồi lên thức tỉnh đó. Vậy đi. Nhưng mà vấn đề là kiểu cầm trái quỷ nào đi boss thì nó sẽ thức tỉnh trái quỷ đó nha, chứ không phải thức tỉnh một lần là hết cho mình ba trái. Cầm trái A thì nó sẽ thức tỉnh trái A, cầm trái Gura đi hoặc là cầm trái băng đi thì nó sẽ cầm cái nào đi sẽ nó sẽ thức tỉnh cái đó. Mình thấy spoil kill này kia nhìn cũng đẹp lắm, mình thích cái hiệu ứng của trái băng hơn em à, chạy trên nước như flash vậy đã lắm. Ồ, ba người mà đánh râu đen lâu vậy, mắt con râu đen chắc mắc cừ lắm luôn á. Ba người đánh con râu đen nửa buổi luôn. Lâu lắm rồi không đánh lại con râu đen. Ba người đánh con râu đen thiệt là lâu luôn. Nó bị dính cái trái ác quỷ thì trái quỷ ấy nó đứng im anh em ạ. Tha hồ mà đánh. Ây da, không rồi. Quơ quà quá.
lâu lắm không đụng cái con này, giờ đánh qua vào quá anh em à. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng nó cũng đã update. Cho nó rớt xuống đánh coi. Rồi ok, xong rồi anh em à. Bây giờ mình sẽ về mình đổi lại điểm trái quỷ. Giờ đổi lại gì long, giờ đổi là điểm kiếm, đang chờ ngày mai update Yoru. Thì nói chung thì boss thì nó sẽ ra một chuỗi boss cho anh em luôn. Thằng Đam gì mất tô nói gì? Đánh đánh boss đặng mới mở được trái quỷ thức tỉnh, chứ không phải là mình vào thì nó sẽ tự động update trái quỷ thức tỉnh luôn rồi, như mình nhớ là như vậy. Mình không có coi kỹ cái clip đó nữa anh em à, tại vì mình dốt tiếng Anh lắm, thấy toàn tiếng Anh không à, nói cũng có hiểu gì đâu. Giờ đổi giờ lại điểm kiếm đi, chơi kiếm. Chơi kiếm mới dễ đi đánh boss anh em à, chứ đẩy trái quỷ đi boss khó lắm. Reset thì cái trái quỷ đi dùng trái quỷ để đi boss, nhưng mà đam chủ yếu là sẽ cầm kiếm để đánh. Để mình tăng điểm lên lại cái 1 2 4 9, hình như là tăng được 50 cấp nữa anh em ạ. À, melee defense solo đúng rồi. Mình chưa ấy, bây giờ mình reset mới đúng chứ. Server mà Pacto với Giang nó treo ra kỳ luôn rồi là chắc cũng lâu lắm rồi. Đợi lại mình coi còn mấy rồi. Sao không có coi được vậy? Nhấp vô ổng cái coi. Amen rồi anh em ạ. À, Amen là con mấy, con 3 đúng không? Amen là mấy con 3 mà. Cầm kiếm đi đánh boss nó mới sướng anh em ạ. À, tại vì bây giờ mình làm clip nó cũng tầm khoảng 10 giờ đêm rồi, anh em cũng thông cảm nha, mình không có nói nhiều, không có nói to được, nó ồn lắm. Hiện tại bây giờ nhà mình cũng ngủ gần hết rồi, mình giờ còn lơm khơm chơi game. Thấy có cái con râu đen lâu lắm chưa đánh, làm clip cho anh em xem luôn chứ cũng không có định làm đâu. Lâu lắm rồi không có đụng luôn cái con đó nên làm luôn. Yeah. Đánh đau vậy? Biết. Đau mày. Chưa hồi. Thôi mình bay vô. Khẩu thiệt chứ. Bay vô qua đó ăn ăn hết chiêu luôn. Chờ đợi thôi anh em ạ. À, hôm nay chờ đợi mấy tháng rồi, bây giờ còn mấy ngày nữa chả lẽ không chờ đợi được. Mình thì nói vui thôi chứ. Nói vui thôi chứ mình đầy đủ trái quỷ để chờ chờ thức tỉnh rồi anh em ạ. À, chỉ chờ update thôi. Băng băng thì nói chung thì mình được tặng ấy chó gì ấy cái gì vậy, cái gì vậy chết chết rồi nó chết ơi, lỗi quá anh em à. Bóp thì chứ mà nó bóp thì chứ. Mình đánh cái con boss đồ phi thì dễ fail quá chứ. Không để ý là fail à. Ồ, nó chưa hồi máu kịp anh em à. Mình đánh cái con đồ phi này dễ fail quá. Đó. Anh em nào muốn biết thêm về kiểu clip mà admin nó boy gì á thì cứ lên vào Discord của hay là YouTube của admin luôn á. Admin nó up lên YouTube luôn rồi anh em à. Anh em nào thắc mắc gì chiêu chiêu hức của trái băng hay trái lửa hay cách đi boss như thế nào á hay là này kia thì anh em có thể vào
YouTube của admin để xem luôn nhé, cho nó chi tiết hơn. Nhiều khi mình nói anh em không có hiểu lắm, tại vì mình không có mở vào cái clip đó, mình không biết cái clip đó không biết có bị bản quyền không, nên thôi mình không có mở lên ở đây. Anh em nào biết muốn biết rõ hơn thì vào xem. Mình thích là kiểu nó up thêm cấp cho mình cày thôi anh em ạ. À, mình thích cày cấp nhiều hơn. Chứ mà mấy cái series mà đi đánh boss để kiếm đồ thì nó nhanh hết lắm. Chém thường mình luôn chứ. Ngại gì vết bẩn. Ngại gì vết bẩn, ngại gì vết bẩn. Lâu lắm rồi mới, không phải lâu lắm mà, nói chung là chờ đợi lóc lóc rút nó úp mà dài cả cổ luôn mọi người ạ. À, còn cái vụ mà mình được tặng trái quỷ anh em và comment chửi này kia thì ok mình chịu thôi, cái đó là không hề biết. Cái trái của thằng hư ký á, trái mochi thằng hư ký nó tặng thì ok mình biết, nó biết nó tặng quà cho mình. Còn thằng Sơn á là lúc mình đang quay clip nó vào nó chơi cùng nó tặng, mình đâu có biết được. Ui, nó thích mình thì nó tặng hơn em mà, chứ bây giờ mình biết nói sao giờ. Ai thích mình thì thích, ai không thích, ai thích gì à? Anh em có nghe tràng nhà nghe tràng tràng cọp nữa không? Không thích gì thích thì vào, mà không thích cũng vào luôn nhá. Thì vào mà không thích cũng vào. Như là hết boss để đánh rồi anh em à. Như là mấy anh ấy ồ còn nè. Giang này nó cũng bắt đầu chăm làm clip rồi, anh em cũng vào ủng hộ clip nó với. Clip nó này view còn ổn clip của mình nữa, nói gì. Để mình bật hai cây lên chém lộn nó luôn. Cái này yếu lắm. Ui da, quánh mình xỉu có yếu gì. Mày thấy tao không có hai cây quan sát, mày quánh tao hả mày? Đau 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 đau. Kỵ bồ đánh giữ bồ từ hả bồ ơi, đánh ác à. Rồi chậm thôi chứ sao ta né chiều chứ. Yoru hình như là nó không có sửa kill mà nó chỉ làm lại hình dáng thôi anh em ạ. À, không biết có up đam không thì mình không biết. Nó sửa lại cái hình dáng của cái kiếm Yoru ở ngoài thôi, nhìn nó chi tiết đẹp hơn nhiều đó. Thôi chắc mình cũng sẽ up clip này thôi anh em ạ. À, thì anh em nào nói chung thì cứ đợi ngày mai đi, update rồi sẽ rõ. Còn clip này thì mình sẽ up vào buổi sáng ngày hôm sau, thì trưa 11 giờ ngày hôm sau thì nó up luôn, thì mình làm clip cho anh em xem tiếp nữa. Ok, cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian để xem clip của mình nhé. Hẹn em ở những clip sau. Bye bye.